Hi, xin chào anh em. Hôm nay em Tuấn về thêm vài bộ dụng cụ của đồ quân này nha anh em. Thì hiện tại ở chỗ này mình đang cầm đây là một cây thước thủy nha. Thước thủy thì loại này thì chiều dài của nó là 22 cm. Và loại này thì khá là ngắn gọn và cực kỳ dễ thương luôn. Dòng này thì nó bằng nhôm nghiên khối nha anh em. Nhôm nghiên khối, anh em thấy là nhôm nghiên khối CNC. Và ở trên mặt thước này thì sẽ có đính 500 để anh em có thể hít lên trên bề mặt sắt đó. Này, cái góc này anh em có thể xoay được nha, chỗ này anh em có thể xoay được đó. Thước thủy hoặc là lipo đó, nhiều anh em hay gọi, tùy chỗ anh em gọi như vậy nha đó. Rồi thì hiện tại là mình về được 10 bộ nha, 10 bộ thước thủy này. Rồi mình có về thêm hút bụi của DZ273 và bộ hút bụi DY. Dòng này thì nó là đa năng nha anh em. Con này được có cái là nó có một cái chụp bụi ở chỗ này, thì khi mà anh em sử dụng á, cái chụp bụi này nó hít chặt vào trong tường nha anh em. Khoan chỗ này anh em khoan thì khi bụi đó nó rớt xuống và nó sẽ hút sạch vào ở trong trong cái máy này đó, rất là tiện. Cái con này rất là đa năng nha đó. Có bộ đeo vai nè, con này sử dụng pin rời nha anh em. Anh em có thể gắn được tất cả những các dòng khoan của đầu quơ, giống như từ DCD 996, 999, 273, 172. Nói chung là những cái dòng máy đa phần nha, đa phần là của Dewo đều gắn được. Và những cái hãng mà có tay cầm tròn nha, anh em đều có thể gắn được luôn. Rồi mình về thêm hai cái ba lô của thương hiệu McLaren. Hôm bữa về một cái sách tay từ hôm bữa mình sách tay về một cái rồi, hôm nay mình về thêm hai cái nữa đó. Anh em tham khảo nha, ba lô khá là đẹp và bản này là bản giới hạn nha anh em, số lượng có hạn nha đó. Rồi hiện tại mình lên như vậy, anh em nào quan tâm thêm thì anh em cứ liên hệ nha. Rồi thước này thì có ở trong giỏ hàng, anh em nào mua thì anh em cứ nhắn vào trong giỏ hàng. Còn hút bụi này thì mình đã bán rồi nè, cái này thì chưa. Anh em nào quan tâm thì anh em có thể là liên hệ. Hai ba lô này cũng đã bán rồi. Rồi, chào tất cả anh em nha.